kính chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh tăng cường sẽ gây mưa rào nhẹ cho một số điểm đến ở khu vực vùng núi phía Bắc trong ngày thứ ba. Về nhiệt độ thì cao nhất tại thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố ở mức mát mẻ dễ chịu từ 24 đến 26 độ C, riêng tại Lạng Sơn trời lạnh hơn 22 độ C. Chuyên trang du lịch nổi tiếng của Mỹ The Travel vừa công bố danh sách 10 kỳ quan thiên nhiên được ghé thăm nhiều nhất thế giới và Vịnh Hạ Long đứng thứ tư trên 10 điểm đến của danh sách này. Thời tiết tại Vịnh trong những ngày tới đây cũng rất ủng hộ du khách khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ của kỳ quan thiên nhiên này. Sau ngày thứ ba trời nhiều mây thì đến thứ tư và thứ năm mây mỏng hơn, nắng lên nhiều nhưng vẫn dễ chịu khi mà nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ C. Vườn Thanh Long Bình Thuận là điểm đến đặc trưng mà du khách nên một lần khám phá trong chuyến du lịch của mình khi đến với Bình Thuận. Thời gian này các vườn thanh long được bật đèn xuyên đêm để kích thích cây ra hoa trái vụ, trông tựa như một vườn sao vậy. Quý vị sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này trong thời tiết đẹp vì từ ngày thứ 3 cho đến ngày thứ 5, tối nào trời cũng tạnh ráo và không mưa, gió mát, nhiệt độ trong khoảng là 25 độ C. Còn ban ngày, trời có nắng từ sáng cho tới chiều, nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá 33 độ C. Trưa chiều mai, các điểm đến ở khu vực Nam Bộ trời khá nóng với nhiều điểm nhiệt lên cao 34 độ C như tại Đồng Phú, Biên Hòa hay Châu Đốc. Còn lại các nơi khác mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ 32 đến 33 độ C. Trời mát về tối và đêm với mức nhiệt thấp nhất sẽ không vượt quá 25 độ C. Trong tiết trời này thì du khách có thể dạo một vòng tại chợ Bến Thành, vừa được mua sắm, vừa được thưởng thức nhiều món ngon. Đặc biệt là du khách sẽ được thưởng thức các loại chè đến từ quán chè nổi tiếng hơn 50 năm ở chợ này. Đó là về đêm, còn ban ngày tại thành phố Hồ Chí Minh trời sẽ có nắng nhiều. Ngày thứ tư thì trời nóng với mức nhiệt cao 34 độ C, còn thứ ba và thứ năm sẽ thấp hơn 33 độ C. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố du lịch khác trên cả nước.